Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 2023 nha anh em. Trời đúng là trưa nắng á. Đúng là trưa nắng nhưng mà không có nắng nha. Trời vậy nè. Mình định đem mấy cái con inverter ra quay phim để giới thiệu cho anh em. Mà gặp trời như vậy thì kể như là thua. Đó, vậy nè. Đó, kinh khủng không? Thì nhắc lại là mình nhắc lại đây là ngày trưa Chủ nhật ha, ngày 2 tháng 7 2023 nha. Thì hồi chiều hôm qua mình có về cái lô pin này nè mà chưa có giới thiệu cho anh em, cũng như là quảng cáo luôn ha. Thì đây là pin đây, vô đây xem nha. Trước đây có mưa đó, thì thông báo với anh em là tấm 200W áp cao nhà máy sản xuất không có kịp, cho nên hồi tối hôm qua mình đã gói những cái tấm 200W áp cao cuối cùng rồi. Bây giờ mình không còn tấm 200W áp cao nào hết, mà mình mới về một lô pin 200W áp thấp. Thì như anh em biết, bữa giờ trước giờ là mình bán 200W áp thấp này nè, rồi này 9 bớt. Còn bây giờ thì nhà máy về cái lô này là pin 200W áp thấp 5 bit bay đó. Thì ở trên thị trường thì cái loại bên đây hay là loại bên đây gì thì giá cả nó cũng bằng nhau thôi đấy. Mình giới thiệu lại cho anh em về cái tấm pin mới về này nha. Thứ nhất là chiều dài nó vẫn bằng với chiều dài của tấm kế bên. Cái tấm kế bên này mình còn có khoảng chục tấm nữa thôi nha mọi người, nó cũng gần hết rồi. Mình sẽ thay thế bằng cái tấm bên đây. Bên đây thì mới về, còn bên đây thì còn khoảng chục tấm nữa thôi. Thì chiều dài nó vẫn là 1,5 thước, chiều ngang nó vẫn là 6,8 tấc. Cân nặng của nó vẫn là 11 kg và vôn đầu ra nó vẫn là 20V, rất là phù hợp cho sạc hẹn 12. Thì ở đây mình còn được hai dây tấm 150W nè. 150W đang bán giá 1,3 triệu cộng phí ship 60.000 toàn quốc luôn nha. Đó, tấm 150W áp 20V nha, chắc chắn là 20V rồi. Rồi tấm 120 đồ này kia mình cũng còn, nên lát giới thiệu sau. Đây là tấm 150W ha. Chiều dài, chiều ngang và cân nặng hầu như là nó giống y chang như tấm 200W luôn. Nhưng mà nó là tấm 150W, nhưng mà độ lớn thì giống tấm 200W ha. Đó thì bây giờ thì sẵn nói luôn để lát ta quên. Với tấm 9 bit bay này thì trước giờ mình bán cho anh em 1,6 triệu cộng phí ship 60.000, thì ai cũng biết rồi, và mình đã bán được mấy trăm tấm rồi, hàng ngàn tấm rồi đấy chứ. Đấy, còn bây giờ tấm mới về này á, là tấm 5 bit. Đúng ra giá thị trường thì hai tấm này giá như nhau thôi. Nhiều anh em hỏi giờ 5 bit ngon hay 9 bit ngon, hiển nhiên 9 bit sẽ ngon hơn 5 bit. Ngon hơn vì công nghệ đời mới hơn, còn hiệu suất thì chưa chắc nha. Chưa chắc hiệu suất nó sẽ cao hơn bên đây đâu. Nếu anh em lắp mà ở những nơi mà có cây tre thì quả nhiên là cái tấm 9 bit nó sẽ ok hơn, tại vì nó chia bớt nhỏ ra, lỡ như có che một bớt một 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 cell thì mấy cell còn lại nó hoạt động bình thường. Còn ở đây là che một cell, nó sẽ ảnh hưởng tới cell kế bên ha, hiểu không? Ở đây nè, che bên đây thì nó sẽ ảnh hưởng hết cái cell, còn bên đây là che cell nhỏ này thì cell bên đây nó không ảnh hưởng đó. Cho nên là ở bóng râm thì thằng này ok hơn thằng bên đây, nhưng mà ở đây mình không có nói chuyện bóng râm, ánh sáng 100% hết, không có bóng râm, thì hai tấm này mình nghĩ là như nhau, tại vì nó là cùng một dây chuyền sản xuất ở trong cùng một nhà máy và cùng ở Solar luôn. Nhưng mà tấm bên đây nè, bây giờ vì cái lý do là hè cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi và mình đã tranh thủ được cái giá tốt từ nhà máy. Bây giờ mưa gió quá anh em, rồi ôi đen thùi lùi luôn. Mình sẽ bán cho anh em với giá là 1,5 triệu cộng phí ship 60.000, có nghĩa là nó rẻ hơn thằng bên đây 100.000. Thì đây cũng là một cái cơ hội rất là hiếm có luôn nha. Đúng ra giá thị trường là hai đó bằng nhau đó. Đó, và ở đâu cũng vậy thôi, giá bằng nhau, nhưng mà bây giờ mình tranh thủ được cái giá tốt cho nên mình quyết định bán cái này nè, 1,5 triệu cộng phí ship 60.000, tấm pin 200W áp thấp của Solar nha. Kích thước y gan như bên đây, cân nặng y chang hết. Chỉ có một cái bên đây 9 bớt, bên đây 5 bớt. Và mình đúng ra mình định bán bằng giá rồi, nhưng mà mình đã tranh thủ được giá tốt cho nên mình sẽ bán giá tốt cho anh em. Tấm 200W mà 1,5 triệu nha, cộng phí ship 60.000 nữa là 1,5 triệu 60.000. Mọi người không có nghe nhầm đâu nha anh em. Đam mê thì hãy liên hệ mình về nhiều lắm. Nè, một đống này nè, là hàng mấy trăm tấm á, đây nè. Rồi, chưa hết đâu, đống này nè, cái tấm 1,5 triệu đó cộng phí ship 60.000, đống này nè đó. Còn cái đống trong đây là tấm 150W, đây đống này nè. Mới về không á, về đang thay thế cho bên kia, chưa hết đâu. Đây nè anh em, ngoài đây nè, đây thấy không đó. Rồi sẵn tiện thì mình nói với anh em luôn đó là pin 390 thì còn khoảng 30 tấm nữa. Mọi người mà thích thì nhanh tay lên, mình cũng sắp kéo về rồi, nhưng mà sợ kéo về không kịp, không kịp anh em có nhu cầu thì bây giờ còn khoảng 30 tấm nữa anh em nhanh nha. Tấm 390W mà có 5.700W, rất là rẻ luôn nha. Rồi bây giờ tiếp theo là cái pin pin đen nè. Hồi sáng giờ có mấy anh đến chở ai pin Zinco Full Black ha, Full
full LED này mình tự đặt thôi chứ nó không có tên full LED đâu. Đây, pin đen hai mặt kính. Đó, pin này khung nhôm cực kỳ dày, pin rất là nặng chắc tay. Mặt sau và mặt trước đều là kính hết. Đây là mặt sau nè. Còn mặt trước của nó thì nó đen thùi lùi, không thấy gì luôn. Đây. Đó. Trước sau như một luôn ha, đen thùi lùi luôn. Đây là pin Zinco. Đó thì sáng này có ông anh ở dưới Kiên Giang lên chở hầm máy tắm và ổng đang định lấy thêm hầm máy tắm nữa. Thì anh em nào đam mê hãy liên hệ ở đây mình còn nha. Đây mình đã xịp vô hồi bữa mình chắc đã tới đây nè, không? Bây giờ nó xẹp vô còn nhiêu đây. Đó, rồi ở trong kia cũng còn được một đống. Rồi. Đó, bạn nào đam mê hãy liên hệ nha, pin này 6.500 một watt. Giá mỗi tấm là khoảng 2.600.000 đó. Còn thì không có nhiều lắm đâu, vài chục tấm thôi, không có tới 100 đâu. Đây, mình bán được phân nửa rồi, hôm bữa trở về rồi mình thấy là bán được phân nửa rồi đó. Giờ còn phân nửa nữa, bạn nào đang có nhu cầu thì hốt nha. Những cái loại pin lớn này thì mình không có gỡ bưu điện được, anh em cho xe tới lấy hoặc là tạo chuyến xe mình gửi cho anh em, hoặc là anh em mà có điều ấy nữa thì trả phí ship cho mình rồi mình sẽ chở bằng xe của mình đi. Giao trực tiếp cho mọi người luôn. Nếu anh em lấy khoảng 10 tấm, 15 tấm là mình lấy xe mình chở luôn và mình sẽ thương lượng phí vận chuyển với mọi người sao cho cả hai bên đều ok hết ha. Đây pin đen còn nha. Pin đen này hôm bữa giờ mấy anh em hỏi nhiều lắm. Rồi pin 120W của hãng Sola nè. Gió quá gió rồi. Lấy đồ dằn xuống. Pin 120W hãng Sola, pin giá 1.1 triệu, bao ship vẫn còn nè. Đó pin cái dây này là pin 200W áp thấp nè. 200W áp thấp mà 9 bus bay nè, là vẫn còn một dây khoảng mười mấy tấm nè. Hồi nãy mình nói đó. Đấy, hết mười mấy tấm đó là bán qua pin 200W áp thấp 5 bus nha. Pin Mỹ vẫn còn một dây nè. Hai dây. Đấy. Thì bạn nào đam mê thì hãy liên hệ nha. Hàng quá thì lúc nào mình cũng tranh thủ đem về bán kịp thời cho anh em á. Ở bên Mỹ nãy tính trời nắng tính đem ra đang quay phim cho anh em ghép với những con inverter. Mà nắng lên được đâu cả 15 phút là bắt đầu chuyển nữa nè anh em coi nè. Nó thui luôn ha. Đấy. Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Video này mang tính chất là mình giới thiệu cho anh em pin 200W áp thấp. Giá bây giờ mình bán chỉ có 1.5 triệu thôi, loại 5 bus. Anh em nào đam mê thì hãy liên hệ và những loại pin trên kênh mình đều còn hết ha. Để mình lại mình quay cho anh em coi một lần nữa về tấm pin 200W áp thấp mới về nha. Đây. Mình để nó mắc mưa cho nó bay bớt cái mùi của nhà máy. Chứ pin này hôm qua mà mình khiêng từ trên xe xuống là nó còn mùi hôi của nhà máy luôn. Đây mặt trước của nó đây. Có nước ha, mới mưa có nước. Pin thì chúng ta cứ phơi nắng phơi mưa thoải mái, tại vì khi bán về cho mọi người thì nó vẫn là mắc mưa thôi. Đây tấm mặt sau của nó đây. 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 Rồi. Chuẩn chỉ hết ha, mới tinh hết nha mọi người. Đây. Rồi. Rồi em xin kết thúc video ở đây nha. Mưa quá mưa sợ ồn mà anh em không nghe được. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.